Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Trên thị trường hiện nay những cái ổ cứng hư như thế này rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm một cái xiếc gỗ dê bằng những cái món đồ mình lấy được ở trong cái ổ cứng hư này nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng làm. Đây, cái món mà mình sẽ cần dùng là mình dùng cái cần gạt như thế này các bạn, để mình làm cái xiếc của dê. Giờ tuần tự các bạn cứ mở, lấy cái cục 500 này ra. Châm hết rất mạnh nha các bạn. Kế đến mình mở cái vít này, nó thường là cái vít dẹp nha các bạn. Bạn phải đưa cái này qua đây. Rồi, mình mở cái này ra. Đây. Rồi nó dính chỗ này, bạn mở hai cái này ra luôn. Đây này các bạn, đây là cái món mình cần để mình làm cái xiếc của dê nè. Ở đây mình đã tháo những cái ổ cứng kia ra rồi, mình sẽ dùng cái này cho nó mạnh nha. Có cái nó hai càng, có cái nó ba càng, thì mình sẽ dùng cái ba càng. Rồi như cái này thì bạc đạn phải đóng nó ra. Còn cái này thì nó có cái phe chặn đây, mình sẽ mở cái phe chặn để mình lấy cái bạc đạn ra nha. Đây, bạc đạn ở đây. Mình sẽ dùng cái này. Bạn dùng cái trục quạt máy đó, nó có cái ống trục này nè, ống can, bạn lấy một cái ống nha, bạn bỏ vô đây là nó rất là vừa nè. Bạn nhỏ keo vô. Bạn dùng một con bù lon 8 dài khoảng 6 phân mấy, gần 7 phân. Nó sẽ lọt vào cái ống chỉ này. Rồi, bạn làm dấu để khoan hai lỗ. Bạn dùng kềm bẻ những cái không cần thiết ở trên đầu bỏ đi. Xong rồi, bạn cần một miếng thép chừng khoảng 1 ly, dài 1 ly. Bạn bẻ gấp chữ L, mình đặt nó vô đây nè, mình khoan cái lỗ. Rồi, sau khi khoan lỗ xong, bạn gắn nó vô, rồi mình dùng cái tán rivê.
dập này lại. Phần chuẩn bị như vậy là xong. Một cái bù lon 8 ta khoan hai lỗ. Còn ở đằng đầu đây mình tán thêm một cái miếng thép nữa. Khía đây một cái khe để cho nó chặn sợi dây kẽm lại. Rồi bây giờ mình làm đẹp nó thôi là xong, cắt bỏ cái này đi. Rồi bây giờ mình đi thử nha các bạn. Rồi đi thử nha. Gắn cái ống này cho nó thắt chặt vô cái nút trắng này nha các bạn. Đây. Đây. Xuống đây. Rồi. Các bạn trồng nó vô. Đây. Chốt cho loại hai lỗ. Không cho bạn xỏ cái dây kẽm vô cái lỗ đây. Bỏ dây kẽm vô lỗ đây. Rồi. Các bạn dùng cái chìa khóa 13. Đây, bạn để cái mấu này nè. Nó chấn vô cái vòng này. Rồi bạn siết nha. Sửa này lại cho nó đẹp. Lấy tay sửa lại cho nó đẹp. Khi nó còn lỏng á, bạn sửa lại cho nó đẹp nha. Rồi, thì thấy song song ổn định rồi, bạn siết vô. Siết cứng nha. Rồi, bạn để ý cái chỗ này nè, nó siết lên. Nó siết vô. Xong rồi, bạn chỉ cần bật ngược cái này lên thôi. Rồi. Bạn xả. Cắt chỗ này. Bạn coi nè, đây. Nó mấu cái này vô đây luôn ha. Rồi, mấu vô đây. Chặt lắm nha các bạn. Rồi, bạn có thể sửa lại cũng được rồi đó. Cho nó khít lại. Rồi, chắc. Chắc vô cùng luôn nha các bạn. Không ra được đâu. Rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, bổ ích, xin like, chia sẻ và đăng ký kênh, nhấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.